Theo tôi nghĩ là cái việc mà làm vất vả mà không có sức khỏe thì tôi không có làm gì hết. Bản thân tôi nghĩ là sức khỏe là vàng, nên là cứ có khoảng thời gian nào trống là khi nào tôi cũng phải đi tập. Dù cái hàng gánh này có mệt hay là làm nặng làm nhiều nhưng mà tôi vẫn thấy khỏe, vui, tinh thần tôi thoải mái và tôi làm được.